Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimedina. Trong phần học viện Già Nam có rất nhiều học sinh nam và học sinh nữ đều tập hợp tại nơi này. Người thì xấu nhưng kết cấu nó lại đẹp. Người nào đẹp thì đẹp từ trong lẫn bên ngoài. Dĩ nhiên cũng có em gái có tính cách xấu, cũng có em gái có tính cách đẹp. Nhưng hầu hết các nhân vật nào cũng đều thích con trai có tiềm năng trong tương lai. Liệu vì một cô gái xinh thì có xinh, đã vô tình va chạm với Tiêu Viêm? Ở video này anh em cùng mình bình luận. Cuộc đời của Liễu Phỉ. Thứ nhất, thông tin cơ bản. Liễu Phỉ sinh ra tại Liễu Gia ở Trung Châu, khu vực trên bản đồ gần Đan Tháp Thánh Thành của thế giới Trung Châu, hay khu vực Liễu Gia thuộc ngoài rìa của Đan Vực, vị trí là Thiên Hoàng Thành Trung Vực. Từ nhỏ Liễu Phỉ sống cùng anh trai ruột Liễu Kinh, khi đủ tuổi có thể lấy chồng Liễu Phỉ không lấy, mà theo anh trai mình đi nhập học tại Học viện Già Nam. Với thân hình cùng với gương mặt của mình, Liễu Phỉ mà được nhà trường tổ chức cuộc thi Hoa hậu chân dài thì cô chắc cũng đứng top 10 trong bảng xếp hạng. Mặc dù sức mạnh của cô hơi yếu, nhưng được cái cô rất nhiều thằng theo đuổi, bởi họ cũng muốn làm quen Liễu Phỉ để dựa dẫm anh trai Liễu Kinh. Thứ hai, Liễu Phỉ ở Học viện Già Nam. Liễu Phỉ kéo anh trai mình một khóa học tại Học viện Già Nam. Đương nhiên với trình độ của Liễu Phỉ không phải quá mạnh, nhưng cô cũng đủ vượt qua top 50 người ngoại viện để được thi thố vào nội viện Học viện Già Nam. Trong quá trình đi vào nội viện, Liễu Phỉ vẫn bị học sinh năm 2 tung đánh cướp khả năng. Nhưng bởi Liễu Kinh có tiếng học sinh nổi bật có viện Già Nam, mà Liễu Phỉ dễ dàng được các học sinh năm 2 bỏ qua, không hề gây khó dễ một chút nào. Do đó Liễu Phỉ đi vào nội viện Già Nam, ở trong học viện gần 2 năm, với tính cách đánh đá không hổ báo của mình, Liễu Phỉ gặp ai cũng không sợ, khi cô toàn lấy tiếng anh trai của mình ra dọa. Bởi Liễu Kinh xét về toàn bộ các học sinh trong Học viện Già Nam khi đó, thì Liễu Kinh xếp hạng thứ 3 trên bảng thách đấu. Nếu xét về top 2 lầm tù nhảy, chắc chắn Liễu Kinh không hề sợ một chút nào, mà hắn chỉ sợ mỗi tự nhiên top 1. Trở lại với Liễu Phỉ, cô nhờ có anh trai nên các phòng tốt dưới thiên phần luyện khí tháp tầng 2, tầng 3, tầng 4 dành cho đại đấu sư tu luyện, Liễu Phỉ tất nhiên chiếm làm của riêng mình. Tuy nhiên một lần Tiêu Viêm vô tình lấy phòng của Liễu Phỉ tu luyện, vì vậy hai người có gây gổ cãi nhau. Liễu Phỉ đã cho người đập Tiêu Viêm một chân nên đôi lạp đã phi đến đánh Tiêu Viêm. Ai ngờ Tiêu Viêm đấm thẳng lôi nạp vỡ alo mồm luôn. Từ giây phút đó Liễu Phỉ thề hứa sẽ tìm cách chơi Tiêu Viêm một cố. Thứ hai, Liễu Phỉ gây gổ với Tiêu Viêm. Sau khi Liễu Phỉ gây rối mất trật tự nơi công cộng, cô trở về thời gian vẫn cáu trong ngày khi thằng Tiêu Viêm không nghe lời cô. Vì vậy trong lần Tiêu Viêm đóng một cái giáp để truyền đấm nhau cho các thí sinh đến, Liễu Phỉ xuất hiện chỉ với Tiêu Viêm, vì lúc đó có cả Liễu Kình anh trai ở gần bảo vệ. Huân Nhi đã tát vêu mỏ Liễu Phỉ trước tất cả mọi người, nhưng Liễu Phỉ lại không làm được gì Huân Nhi. Do đó trong cuộc thi top 100 thách đấu nội viện năm nay, Liễu Phỉ đã nhờ Diêu Thịnh Đấu Linh 6 sao và Tiêu Viêm. Kết quả Diêu Thịnh Đấu Linh 6 sao vẫn thất bại trước Tiêu Viêm trên sàn thi đấu. Đến mai khi Liễu Phỉ nhìn thấy anh trai bá đạo của mình solo hòa với Tiêu Viêm trong giải đấu năm nay, từ đó Liễu Phỉ mới không dám chửi bới Tiêu Viêm nữa. Sau này Liễu Phỉ tốt nghiệp Học viện Già Nam, cô cùng với anh trai trở về Liễu Gia tại Trung Châu. Thứ ba, Liễu Phỉ tại Trung Châu. Từ khi hai người Liễu Phỉ cùng Liễu Kinh trở về Liễu Gia, Liễu Kinh đột phá đấu hoàng 7 sao đã được làm tộc trưởng. Còn Liễu Phỉ vẫn như xưa làm người em. Ở lần Tiêu Viêm ghé thăm gia tộc Liễu Phỉ chơi, Tiêu Viêm có giúp Liễu Gia về chuyện đường không gian trùng động. Khi Tiêu Viêm luyện sư đánh bại luyện sư của bên Trình Gia giành được không gian trùng động cho họ. Bây giờ Liễu Phỉ tiếc thì tiếc Tiêu Viêm lắm. Cô chỉ biết nhìn Tiêu Viêm đó là đấu tông, cùng với trình độ luyện dược trên cấp 6. Liễu Phỉ giờ không dám nói nhiều sợ làm phiền Tiêu Viêm, dù cô bắt đầu có tình cảm với Tiêu Viêm. Do năm đó Tiêu Viêm chỉ là đấu linh, trong vài năm trở lại đã là đấu tông. Về sau Liễu Phỉ hay Liễu Kình dù muốn tham gia bang hội Tiêu Viêm đánh hồn điện, nhưng bởi sức mạnh của mọi người quá yếu, nên chỉ nghe ngóng được tin tức của Tiêu Viêm đã trở thành đấu đế viêm đế. Cảm ơn anh em đã xem hết video.